đội tuyển Việt Nam không hề tiến bộ so với thời huấn luyện viên Trucci. Không ngần ngại, tờ The Tick Sport khẳng định đội tuyển Việt Nam chưa mang tới bất cứ biến chuyển nào so với thời huấn luyện viên Philippe Trucci. Ngày 12 tháng 10, tại sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam một lần nữa mang đến nỗi thất vọng. Trước Ấn Độ đứng thấp hơn 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Lại có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm thi đấu cao độ, Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng chênh lệch, tái hiện kết quả 3-0 khi gặp Ấn Độ vào năm ngoái. Nhưng một lần nữa, các cầu thủ lại không thể hiện được mình. Sau hiệp 1 khá hứng khởi, các sai số đến liên tiếp trong hiệp 2. Hàng phòng ngự chuyền hỏng liên tục, hàng công chỉ có thể chơi tốt trong 20 phút cuối khi Văn Quyết xuất hiện. Còn lại là các tình huống đi bóng lắc nhắc. Thiếu ý tưởng của những Đình Bắc, Văn Khang hay Thái Sơn. Thất bại này đã nhận được sự chú ý của truyền thông khu vực. Trong bài phân tích trận đấu, CNN Indonesia nhận xét rằng đáng ra đội tuyển Việt Nam phải thể hiện tốt hơn để trong trận đấu ở trên sân Thiên Trường. Nam Định, Việt Nam đã hòa Ấn Độ. Có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Bùi Vi Hào ở phút 38, nhưng Việt Nam đã bị gỡ hòa ở phút 53. Văn Quyết là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số 1-1 khiến Việt Nam nối dài giai đoạn khủng hoảng. Từ đầu năm tới nay, họ đã đấu 11 trận nhưng chỉ thắng một lần trước Philippines ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026. Còn lại, đội tuyển này thua tới 9 trận, gồm 2 trước Indonesia và còn lại là 1 trận hòa. Tờ The Tick Sport cho rằng so với triều đại cũ, đội tuyển Việt Nam chẳng khá hơn. Ấn phẩm này viết, có vẻ như Việt Nam vẫn chưa tiến bộ so với thời Philippe Trucci. Cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam đã không thắng trong 4 trận gần nhất. Việt Nam thua 3 trận trước đó, trước Thái Lan 1-2, Nga 0-3 và Iraq 1-3. Việc thay đổi huấn luyện viên từ Philippe Trucci sang Kim Sang-sik chưa thể mang lại kết quả khả quan cho Việt Nam.